kiệt kiệt chứ không có thầy nào ở đây mặc áo này đâu có giống sư áo sư phụ. Trời, bữa nay áo bụi đời. Tại bữa giờ mặc đồ tay nhiều quá, không có câu hỏi đổi. Hoài cái những cái lời hồi nãy về thầy cho biết á, sư phụ cho biết á, như con đang bị bệnh cancer mà con muốn sư phụ chữa lành cho con. Muốn sư phụ chữa lành. Ủa con thấy ở đây có lobby giống như nhà thương Stanford không? Có bác sĩ ai mặc áo trắng đâu? Bác sĩ đâu? Sư phụ làm gì nguyện. Sao mà tự nhiên lên đời chi vậy? Sư ở đây đâu có nhà thương gì đâu? Sư phụ cầu nguyện cho con á, cũng như cho bà chú. Tại này nói chuyện dễ thương thật thà quá, lên chuyện nó thẳng luôn vậy nè. Chúng ta ai cũng có bệnh hết, nhưng mà sư phụ chỉ có trị được là khi mà nghe cái này từ lâu á. Thì phải biết đọc kinh Thiên Tâm thì ở nhà lại sám hối tự nhiên giờ không bệnh. Còn bây giờ đợi tới bệnh rồi mới lên tới đây thì nó tới rồi. Tại vì ở bên cái cõi thế giới chúng ta đó, bề trên cho mình một cái khoảng thời gian để mà ở trên cũng từ từ để mà đổi từ cái xấu thành cái tốt. Chứ còn đột xuất tới đây bệnh rồi sao chữa được. Tại nó đã hiện lên người giống như bị thư ém. Thư ém nó vô trong người chúng ta bùa ngải á, thì nó làm cho chúng ta bị cancer, đau bụng hay là ruột gan rồi này nọ. Thì nó cũng cùng một dạng, nhưng mà phải có thời gian cho bề trên trị. Chứ còn giờ đợi tới nó chỗ ra rồi kêu lên đây trị sao trị được. Sư phụ có thể cầu nguyện cho con cũng như là tiêu diệt được bệnh tật sớm và giúp thẳng. Ôi nãy giờ mình nói chuyện 30 tháng 4, tưởng đâu có ở đây có mấy nè chính trị gia rồi nói chuyện 30 tháng 4 giờ thành ra bệnh này, cứu bệnh. Ok, để anh chút đi kiếm bác sĩ tới trị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Dẫn cho đây anh chút đi, từ từ đi, để nó làm loãng cái clip này á. Tại mình nên nói, mỗi lần nói cái này là mấy chục triệu người á, coi á, nó lạc đề tài. Rồi ai muốn hỏi gì không? Hỏi gì có liên quan tới 30 tháng 4 á. Miếng này thông vô mũi dễ sợ đã. Cái này của Ngọc ngày hôm qua, Thiên Kim Ngọc, đại tử của sư phụ, dễ thương. Trời, nó sợ răng của sư phụ nó đen á, cái nó tặng cho hồn mớ. Sáng sư phụ cũng chả biết xài đó làm gì nữa. Nó có máy gì vòng tròn á, bữa nay chút thôi chỉ cho sư phụ xài. Đấy là Phật dốt lắm. Xuống đây là bất cần thân thể. Xuống cà phê biết nó đen răng. Nó cũng trắng lắm, răng thiệt mà. Nhờ xưa nghèo không có tiền ăn kẹo với cà rem á, cho nên còn hàm răng. Ở Việt Nam sư phụ đâu có tiền đâu. Ngày 30 tháng 4 á, là ngày đó có một lần mẹ nói là do mẹ xoay chuyển để cho xe tăng tấn công vô Sài Gòn rất là thuận lợi, rồi cho Dương Nhân Minh lên tuyên bố đầu hàng để cho không có sự chết chóc nhiều, cho nên cái đó là cũng là nhờ Phật mẫu. Đó là sự thật, mấy vị kể cho phụ nghe. Là ngày đó là đúng ra đó là ít nhất á, mấy con cứ tưởng tượng nha, dân Việt Nam Cộng Hòa nó đâu phải là hiền đâu, mấy ông lính đó. Tới ngày hôm nay người ta nói Việt Nam Cộng Hòa thua trận, mấy ông không bao giờ đồng ý, tại mấy ông chưa bao giờ thua trận. Thua trận là do Diều Hâu Kissinger bán thảy nước Việt chốt để mà bắt con tôm là Trung Cộng. Đó là do lỗi của Kissinger thời đó, do Mỹ. Chứ Việt Nam Cộng Hòa chưa có thua à, tới ngày hôm nay vẫn chưa thua, mấy vị nói vậy luôn á, chưa đầu hàng luôn. Mà lịch sử Việt Nam thì nó thua thắng, bữa không có ông Việt Cộng qua đây ngồi đối lý số bụng nào, ông đảng viên á. Nó là chưa có thua, mấy anh mới là thua. Thua là sao? Mấy anh thua lòng dân. Mấy anh hôm nay một ông mà lãnh đạo mà chết thì dân nó vỗ tay nó mừng. Còn Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa một lãnh đạo chết, trời ơi, cả nước buồn rầu. Có thấy ngược lại không? Vì ai thua ai thắng. Cho nên cái màn này nó không phải là thắng và thua, mà cái màn này á, là một cái lịch sử nhân loại đi vào cho một cái đất nước nhỏ bé mà sau này hình thành một quốc gia hùng cường. Thì nó có những cái chuyện thăng trầm, và đồng thời nó có những đứa vô minh. Mà hôm nay á, sư phụ là người đại diện cho cõi trời xuống để dạy họ, mà họ vẫn vô minh.
Chứ còn cho hộ mà nói tiếng Mỹ, mà mấy thằng Mỹ này nó có lòng tin với cha đó, nó quay quảng hồn á. Còn Việt Nam là giống như giờ coi là sư phụ nói chuyện với đám gà, đám vịt trong chuồng, nó có hiểu tiếng của sư phụ nói đâu. Bị nhồi sọ lâu năm. Ngày 30 tháng 4 là một cái ngày rất là sư phụ phải nói là bình thường thôi. Tại lúc đó chuyện phải tới, nó phải tới. Hôm nay cũng giống vậy, chuyện tới phải tới. Thể chế Việt Nam không bao giờ giữ nổi, Đảng Cộng sản không bao giờ giữ nổi. Hôm nay ai mà còn nghe đâu mà quay đầu biết tiên cơ đó, quay đầu với Thượng Đế thì quả mai còn được sống. Tất cả các đảng viên từ ở Trung ương, Bộ Chính trị và những cái hàng thấp dưới nên đeo dấu thiên tâm thì quả mai không được các chi vị cứu. Tại vì ở xa những vị thần xung quanh đó, người ta nhìn cái dấu thiên tâm nó phát quang ra thì chọn lọc là gì. Cũng giống giờ con đi một cái nơi nào, người nào có cái pass, có cái tờ giấy pass thì dán vô áo để ta phân biệt. Thì dấu thiên tâm hôm nay phân biệt ai là chánh, ai là tà, ai là người có thể bị loại bỏ. Cho nên đảng viên nên tất cả nên phải đeo, từ công an tới bộ đội, dân thường cũng cần phải đeo dấu thiên tâm nữa. Để làm chi? Để được cứu. Đeo đâu có mất gì đâu. Tại vì những vị thần linh hôm nay nước Việt sàng lọc là do các vị thần linh sàng lọc. Mà mình không tin thà, không tin các vị thần thánh thì giống như con người của mình không có linh hồn đi. Mấy ông cũng có linh hồn mới có lòng tham, mới mơ tưởng, mơ là có linh hồn rồi. Mơ được tỷ này, mơ được tỷ kia, mơ được xe nọ, mơ được gái đẹp hay something là phải có linh hồn mới mơ. Mà nếu mà biết mình có linh hồn thì nên đeo dấu để mà qua cái màn này, qua cái cuộc sàng lọc này. Chứ không phải là nói để mà gieo cái đạo rồi thêm người. Giờ có thêm 50 triệu, thêm cả nước 100 triệu mà đeo dấu thiên tâm cũng vẫn là tu hành thôi. Thôi chỉ cần một Khổng Minh của cái Thiên Việt thôi là xong. Thiên Việt chỉ cần một vài người có rất là tài ba lỗi lạc bên cạnh sư phụ với có cha và các chi vị là xong. Còn thiên tâm bây giờ hiện giờ mình có 20 mấy triệu ở nước Việt mới gì nói. Bây giờ có thêm gấp đôi nữa cũng chẳng giúp gì được ở bên cái hội Long Hoa hết. Tại vì tu tập để về trời thôi. Giờ giống như cái to xe lửa, nó chở 8 tỷ người. Nó chỉ cần một vài người trong cái crew team để mà lo cái to xe lửa. Còn như là hành khách, chú cần là cần người có tài ba để mà giúp phụ về nước. Nên bữa giờ bôn ba lặn lội đi gặp từng cá nhân không à. Phụ đi vô Á Châu thì mấy những tài ba người ta bay ngược qua bên đó người ta gặp. Thứ năm này phụ đi Malago ăn cơm với ông Trump. Cho nên trời ơi, mấy tháng nay không có ngày nào được yên á. Bữa nay hôm kia thì ngồi ở bên Houston phải không? Bữa nay ngồi đây. Tối ngày trên máy bay không à. Đi nhớ mấy đệ tử ở Thiên Long Sơn quá trời luôn. Muốn nói gì lấy microphone nói rồi con. Nếu nào nói nhiều nhiều đi để phụ ăn có sức. Sư phụ đi xa thì nhớ đệ tử, nhớ đệ tử ở đây cũng nhớ sư phụ và xa. Nhớ đệ sư phụ. Cái này mình nói cái này để mình nghe để hiểu nha. Thầy cho mình, thưa rất là thực tế, thưa cũng không có ham gì ca hát, cũng không gì. Nhưng mà thầy trò gặp đây á cũng có giờ. Thì mình có nhiều chỗ, mình phải xây chuyển. Cái đang ngồi đây chưa thầy trò nói chuyện đây thì cũng chán phải không? Thì cũng chạy đi chỗ khác, thì ở ngoài đó có rạn, lên viện mi thao. Mà có một số đệ tử rất là picky. À, cứ thấy thầy mình ra viện mi thao, cứ tưởng là thầy mình ham vui. Cứ quay mấy clip len lén. Rồi cái đi đưa người này người kia, nó sư phụ ham vui ca với mấy đứa này. Chứ giờ nếu mà con là sư phụ con dẫn mấy đứa này đi đâu? Mình không có chỗ đi, mình đi tới là lui. Cho nên những đứa đó là bị chấp đó con hiểu không? Hồi xưa Khổng Tử là Bồ Tát. Mà khi thấy một thằng đệ tử mình á, quẹt cơm dơ ăn á, còn trách lầm. Huống chi hàng đệ tử mấy con á, tu chưa tới đâu hết trơn, sư phụ thương á, để đưa về trời thôi mà cũng không để cho, để mà chịu về trời nữa. Cứ muốn ở dưới thế gian này lần quần hoài.
Đạo của chúng ta là sống ở đời cho đúng một con người, có chức phận, có danh, có tiền, lên lương, lên chức. Bình thường ca là xả ra cái trượt trong người ra, hít vô không khí mới để cho đầu óc nó minh mẫn, cũng giống như ngồi thiền hít thở. Ca cũng là một pháp tu á, con có biết không? Nhưng mà đừng có lạm dụng nó. Cái gì nó cũng có cái tốt và cái xấu của nó. Nó đổi cái exchange, cái energy á, đổi cái hơi á, con hiểu không? Còn người không biết ca thì ngồi nghe có cái điển thanh sư phụ thì nó cũng là làm cho tinh thần mình thoải mái, thay vì nó làm cho mình ú rũ hay là depression là do cái âm khí nó nhiều. Mà vô gần sư phụ, đứa nào mà gần sư phụ nhiều không có âm khí, mặt tươi như hoa không à. Còn những đứa mà cả mấy tháng mà không gặp, trời ơi, lo gặp lại xám bịch. Còn bây giờ 5 giờ sáng là phụ ngồi thiền ở trên đó. Đừng có ăn gian nha, bấm lên cái hình ngồi thiền đó mà đi ngủ lại là đứa đó cheating, là phụ biết á. À, bữa nào mình mệt thì không sao, không cần thiết phải vô, cái nào phải thật tâm nha. Thì bây giờ trên cái đó được cả thế giới, phụ sẽ dạy cho cả họ thiền khắp thế giới, 600-700 đứa trên đó phải không? À, nó sẽ thành cái truyền thống. Rồi lâu lâu á, một trong những đứa phải post lên cái công thức là án chiết lợi chủ lợi chuẩn đề xóa hà. Sáng đứa đại tử nào mà án cái lắc lắc cái đầu, chiết cái lắc lắc cái mắt, đứa nào vậy hằng nha? Hả ai vậy? Là Phật cũng hay đó nghe, tại cái đó cũng là thuộc thuộc một cái loại võ công á, chuẩn lời xóa ha, đúng không? Rồi hai cái tay đánh ra, phải không? Thì cái đó ma quỷ nào mấy con đi bất cứ nơi nào cũng không có bị. Thì cái đó là ngũ bồ chú. Ngũ bồ chú đọc nguyên câu á là án lam án sẽ lam, án mani bác với hồng, án chiết lời chủ lời chuẩn lời xóa. Đó là một loại thần chú rất là cao siêu trong Phật giáo mà ngày xưa chúng tôi học được. Tại vì có ông thầy đó, ông để cái chậu nặng cái chừng không có tới nửa ký nữa, mà khi ông đọc đó, ăn chức lời chú lời chuẩn lời số hai, ăn chức lời chú lời số hai, ông đọc chừng mấy chục lần mà liên tục, ông để tay nhìn. Cái thù ngồi đó có máy quay phim nữa, vậy mà ông kêu rồi Kiệt, con lại con bưng lên đi. Trời ơi, sao bưng lên không có nổi, nó nặng. Tự nhiên cái thần thông mà ông truyền vô bằng cái bộ chú đó, trời ơi, nó nặng, bưng lên không nổi, giống như là bưng cục đá vậy đó, mà đâu có ai đụng đâu. Rồi cái ông đầu, cái ông xả thần thông cái thì bưng lên tay một, rất là màu nhiệm, mà ít cái lưu truyền cho nhân loại lắm, không có truyền ở ngoài, chỉ có những thầy cao siêu thôi. Tại ngày xưa sư phụ có phước có duyên lập chùa rồi lập miếu, những vị thầy mà có thần thông đó, họ biết sư phụ là Bồ Tát, thì những cái đó sư phụ đã học những tiền kiếp. Thì hôm nay sư phụ mạnh bạo để mình lưu ra ngoài nhân gian, chứ thường thường á không có thầy nào mà biết cái này á, thù nó thiệt luôn á. Hội thiên chúng ta có phước mà không biết trân trọng sư phụ chút nào á.